đây là cái móng con bò đó nè. Hồ Thị Kỷ. Đây là cái quán lẩu bò cô Thảo nè. À, lẩu bò cô Thảo ha. Đây là giá nè các bạn. Cái này là gân ha, cái này là thăng long. Cái này là nạm đu bò mấy bạn. Đây là đu bò. Cái này là cái gì ta? Cái này mình không biết. Cái này là gầu. Wow, là lẩu à. Wow, rất là to luôn á. Là lẩu to rồi. Quý bạn, đuôi đuôi với lại cái móng mẹ. Móng bò phải không? Móng với cái này chị. Móng với cái này với lại gân. Mình lấy cái lẩu mấy vậy mẹ? Lẩu 330. 330. Nói cho người ta cưng lên. Có đuôi bò ra. Có nạm. Đây là cái đuôi bò. Sắt nạm bò ha mấy bạn. Đây là cái móng bò. Đây là móng bò mấy bạn. Nếu mình ăn cái gì mình chọn. Chọn người ta lấy cho mình. Rất là thơm luôn. Đó, đây là cái nồi lẩu mấy bạn. Rất là ngon ha. Cái này là đậu hũ kỳ. Thì mấy cái này là mình ăn cái gì mình tính tiền sao. Đúng rồi, cái này là bánh phở ha, cái này là khoai môn, đậu hũ kỳ, đây là nấm, cái này là mình ăn cái gì là mình tính tiền sao các bạn, cái gì mình tính tiền đó, mì rau đây, đây là sa tế nè, à, lẩu nó sôi lên nè, rất là ngon, đuôi bò. Cái này là khoai môn mấy bạn. Khoai môn. Đây là đậu hũ mà người ta chiên giòn ha, đậu hũ kỳ. Đậu hũ kỳ. À, đây là cái móng con bò mấy bạn. Đây là móng bò. Cái mùi rất là thơm như là phở vậy á. À, ở đây thì có mồng tơi với lại rau rau má mấy bạn. Má rồi cải ngô quế mấy cái gà ông phở đó nè. Đây là gì nè? Đây là mì thấy không à? Đây là gì? Có ăn mì không? Thiệt không? Dạ. Đây là cái tủy bò đó mấy bạn. Tủy bò ha. Tủy bò để mình bỏ vô lẩu luôn. Cái này là 80.000. Đó. Cái này là chao á. Chao. Chặn vô. Mì, mình thích ăn cái mì nữa. Gì? Đâu đâu, nói đi. Nói đi. Uống gì vậy? Con uống gì vậy? Uống soda. Uống soda hả? Đây là chợ đêm Hồ Thị Kỷ mấy bạn. Mình đang đi từ ngược từ dưới lên. Nói gì đây? Tao bất kỳ hả? Ba trong mình đi làm 10 năm ở bên Nhật tiếp từ xong bắt đầu là tao. Ô có ốc nữa nè. Đây là chè Campuchia. Wow.
Ăn không vô nhà ngồi. Ice cream lạc luôn. Này là kem kẹp Singapore. Ôi kem này cũng được á. Đây là kem kẹp Singapore mấy bạn. 25.000 cái. Như là kẹp sandwich vậy ha. Yeah, 25.000. Hey, hey, don't touch your mommy. She's making the video right now. Thank you. Cho thêm mũ nè chị. Thank you. Oh, súp cua. Súp cua hay không? Tay giờ cũng qua đây nhiều. Ủa có kem bơ hả? Một cái kem bơ. Bơ gì có dừa nhẹ cái này. Kem bơ dừa hả? Cho cái kem bơ sầu riêng đi. Đây có kem bơ nữa nè. Hết cái kem sầu riêng mà có nguyên muối hả? Dạ, chị không có bán cái đó. Sầu riêng. À. Kem bơ. Nhiều dừa. Để đây. Để đây. À. Tích điểm hả? Nè mẹ. Đó. 5 cái là được free. Oh wow. Yeah. Chicken. Hôm nay là tối thứ 3 nên cũng không có đông lắm mấy bạn. Kem cồn. Cái gì vậy ta? À, trứng nướng. Wow. Wow. Tôm hùm nè. Quá trời luôn. Đây là bánh xè với bánh căn mấy bạn. Này bánh xèo với bánh căn rồi chưa? Bánh xèo bánh căn em xèo làm trực tiếp luôn.
Wow. Oh.